Chào mừng quý chị và các bạn. Thì hôm nay em lên cho anh chị chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu đen. Thì trong video này em sẽ báo giá cho anh chị chính sách tháng 5 năm 2024 cũng như là chính sách giá lăn bánh và chương trình trả góp tại đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì chiếc xe này hiện tại giá niêm yết của nó là 1 tỷ 210 triệu và đại lý em đang có hỗ trợ khách hàng giảm lên tới 80 triệu là giá bán chỉ còn là 1 tỷ 130 triệu thôi. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh hiện tại đâu đó rơi vào khoảng 1 tỷ 250 triệu. Quà tặng cho quý khách hàng phụ kiện thì bao gồm là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Đó, phim thì là phim New Sun chính hãng, bảo hành 10 năm. Trải sàn da thì là đây là sàn nỉ thì sẽ trải một lớp sàn da chống cháy chống trơn lên cho quý khách hàng. Chiếc xe này thì đang được hỗ trợ trả góp lên tới tối đa là 80% giá trị xe. 80% giá xe, lãi suất thì rất là ưu đãi cho quý khách hàng. Chỉ rơi vào khoảng hơn 0,6% một tháng và thời gian vay tối đa cho quý chị là 8 năm. Thì chiếc xe này bên em có những cái màu sẵn giao như là màu đen, màu trắng. Và số lượng xe thì cũng có hạn và thời gian xe về thì cũng mới về bên đại lý bên em thôi. Thời gian xe về chỉ có 2 đến 3 ngày thôi. Hoàn toàn rất là mới, không để tồn kho lâu. Santa Fe thì bán vẫn rất là chạy rồi. Thì với những cái công nghệ, có thể anh chị có thể điểm qua một chút, em cùng anh chị điểm qua một chút về công nghệ của xe nhé. Thì về phần đèn thì chúng ta sẽ có đèn pha cốt là full LED kiểu chiếu projector, có tích hợp công nghệ là tự động điều chỉnh góc chiếu thông minh khi gặp xe đối diện. Hệ thống Hyundai Smart Sense thì sẽ có cam 360 độ này, hệ thống kiểm soát hành trình rộng SCC này. Và hệ thống cảnh báo lệch làn giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phòng tránh phương tiện và người đi bộ cắt ngang phía sau. La răng của xe thì được trang bị với kích thước là 19 inch, có phay trước rất là thể thao. Gương chậu ngoài của xe thì có tích hợp cam 360 độ và có cảnh báo điểm mù trên gương. Tay nắm cửa thì được mạ chrome này. Đến phần thân xe thì sẽ có những cái đường gân dập nổi rất là khỏe khoắn và thể thao. Về phần tiêu hao nhiên liệu thì đây em cùng anh chị sẽ điểm qua một chút tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này. Ở đường kết hợp là 86 lít, đường trong đô thị thì là 12,4 lít và đường ngoài đô thị là 6,37 lít. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho cung đường ngoài đô thị và đường kết hợp thưa quý anh chị. Đến phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu full LED kèm những công nghệ như là 4 cảm biến và có camera 360 độ tích hợp cam lùi. Rồi hệ thống sấy kính, hệ thống đèn báo phanh trên cao. Cốp xe thì là cốp chỉnh điện và chống kẹt khi khách hàng chống kẹt thông minh. Đây cốp xe thì cũng có thêm những cái công nghệ như là nhớ cốp và điều chỉnh mở cốp thì chúng ta sẽ có 4 cách điều chỉnh, đó là trên chìa khóa, trên trực tiếp ở cốp và trên phần gần vô lăng. Ở đây thì là bản cao cấp nên hệ thống dẫn động của xe là hệ thống hatchback. Đấy, có chữ Santa Fe Premium. Hatchback này thì sẽ là hệ thống dẫn động gài cầu điện tử thông minh, xe sẽ tự động phát hiện ra những cái cung đường, ví dụ đường trơn trượt, đường lầy lội và những cái cung đường nó khó đi thì sẽ tự động gài cầu cho chiếc xe có thể là vượt địa hình một cách phù hợp nhất. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với nội thất của xe. Thì Santa Fe đây nổi tiếng với một chiếc xe có nội thất rất là đẹp. Santa Fe thì với tông màu chủ đạo là màu nâu cô ngắc và màu đen. Đó, nội thất rất là sang trọng và hài hòa. Ở cửa ghế lái thì chúng ta sẽ có hệ thống nhớ ghế lái hai vị trí cho phiên bản cao cấp của cả máy xăng và máy dầu, loa Harman Kardon. Cũng cho tất cả các phiên bản của Santa Fe đều được trang bị loa Harman Kardon 10 loa thưa quý chị. Đã có tín hiệu vệ tinh. Đến phần vô lăng thì vô lăng bốn chấu này có mạ bạc sang trọng thì chúng ta sẽ có ở đây là đàm thoại rành tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động cruise control kèm hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC giới hạn tốc độ, hệ thống đèn tự động lẫy chuyển số sau vô lăng. Đó, tất cả các phiên bản Santa Fe thì đều có lẫy chuyển số sau vô lăng thưa quý anh chị. Màn hình đa thông tin ở đây thì cũng có kích thước là 10,25 inch. Đó, sẽ hiển thị hết tính năng như là vòng tua máy cũng như là hiển thị hình ảnh của camera 360 độ. Màn hình giải trí trung tâm với kích thước 10,5 inch tích hợp các công nghệ như Apple CarPlay, Android Auto,
rồi tích hợp bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Dưới cái phần yên ngựa này sẽ có là cần số bằng nút bấm được trang bị cho tất cả các phiên bản của Santa Fe, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có là không khí ion, có thông gió làm mát và sưởi ấm cho hàng ghế phía trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có hàng loạt các phím bấm như là phanh tay điện tử auto hold, rồi thì sấy vô lăng, bật tắt sưởi cho hàng ghế phía trước, bật tắt cam 360 độ. Chế độ lái của xe thì là bao gồm 4 chế độ lái theo quý anh chị: chế độ lái Eco tiết kiệm nhiên liệu, Sport, chế độ lái thể thao, chế độ lái Normal và chế độ lái Comfort. Em xin lỗi, chế độ lái Comfort này, Eco này, Sport và Smart là chế độ lái thông minh. Ở đây chúng ta sẽ có gạt tàn thuốc và cũng là sạc không dây chuẩn quy, có tích hợp cổng sạc USB đầy đủ hết thưa quý anh chị. Đèn viền trong xe cũng rất là đẹp. Đó, mọi chi tiết tỉ mỉ của nội thất Santa Fe được thiết kế này rất là khoa học tiên tiến. Nó thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Đó, da này được trang bị rất là nhiều. Ghế của xe thì cũng được chỉnh điện lên tới 12 hướng. Đó, ghế chỉnh điện lên tới 12 hướng của cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Đó, ghế phụ thì cũng được chỉnh điện luôn ạ. Bản cao cấp này thì sẽ có cửa sổ trời nhé, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đó tích hợp nút bấm ở trên phía trên này. Gương chiếu trong thì cũng được chống chói tự động. Cùng đến với hàng ghế thứ hai thì hàng ghế thứ hai của Santa Fe thì đây thì xe trong showroom bọn em trưng bày cho nên là cũng để nguyên ni lông để cho quý hàng đến mua xe thì cũng là hoàn toàn một chiếc xe chưa bóc gì ra cả, vâng, hoàn toàn mới ạ. Hàng ghế thứ hai thì có tích hợp cửa gió điều hòa, rồi thì các cổng sạc, và ở hàng ghế thứ hai thì sẽ có cũng là có loa Harman Kardon trang bị và có cái hộc để đồ, rồi để nước, bậc dán bậc bước chân cũng được thiết kế ốp rất là đẹp. Santa Fe thì bọn em hiện tại có cả phiên bản máy dầu cao cấp. Sau đây em sẽ báo qua về giá của phiên bản máy dầu cao cấp. Hiện tại dầu cao cấp thì giá niêm yết của nó là 1 tỷ 270 triệu và giảm giá cho quý anh chị xuống còn là 1 tỷ, dầu cao cấp là 1 tỷ 190 triệu, vâng, giảm giá lên tới cũng lên tới 80 triệu, à 1 tỷ 270 thì vâng, giảm giá 80 triệu cho quý anh chị. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.